Kính chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, nhiều chuyên gia đã nhận định rằng hiện nay chi phí cơ hội và chi phí không chính thức là chi phí quan trọng tác động mạnh tới doanh nghiệp. Nếu thủ tục hành chính nặng nề thì doanh nghiệp sẽ mất đi cơ hội kinh doanh. Chính vì vậy, khi nghị quyết 68 về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 được Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 5 vừa qua, thì cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng đây sẽ là một quyết tâm mới trong cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí cho doanh nghiệp của Chính phủ. Các chuyên gia cho rằng mục tiêu cắt giảm được ít nhất 20% thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2020-2025 phải quyết tâm thực hiện được thì mới mong môi trường kinh doanh Việt Nam được cải thiện đáng kể. Chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này sẽ tập trung phân tích cắt giảm 20% thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp, mục tiêu cho sự phát triển. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, quyết tâm của Chính phủ trong cải thiện môi trường kinh doanh thông qua Nghị quyết 68 năm 2020 được đề ra với 7 giải pháp chủ yếu, trong đó có việc tăng cường chỉ đạo thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tạo môi trường bình đẳng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, tăng cường truyền thông và đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp và người dân, huy động sự tham gia tích cực của Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính, các hiệp hội doanh nghiệp tích cực phản ánh, kiến nghị, góp ý về các dự thảo văn bản và văn bản hiện hành lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tất cả những biện pháp được nêu ra đều thể hiện quyết tâm giai đoạn 2020-2025 sẽ phải là một giai đoạn cải cách có hiệu quả và phải thể hiện được bằng cụ thể con số. Câu chuyện của những doanh nghiệp kinh doanh khí ga trong 1-2 năm gần đây luôn trở thành một câu chuyện điển hình của quá trình cải cách và cắt giảm điều kiện kinh doanh. Nó là câu chuyện điển hình cho việc điều kiện kinh doanh cũ vừa mới cắt đi thì điều kiện kinh doanh mới đã lại mọc lên. Lý do là vào tháng 6 năm 2018, Bộ Công Thương đã bãi bỏ Nghị định 19, thay thế bằng Nghị định 87. Trong đó bác bỏ nhiều yêu cầu vô lý với doanh nghiệp trong ngành kinh doanh khí ga, như việc thương nhân phân phối khí đốt phải đảm bảo các điều kiện, sở hữu ít nhất 100.000 bình ga, sở hữu bồn chứa 300 mét khối. Tuy nhiên, ngay sau khi Nghị định 87 có hiệu lực, những vướng mắc mới lại bắt đầu xuất hiện. Đến cái Nghị định 87 này, nếu mà xuất một bình ga ra là mình phải ghi số seri, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Một bình ga như vậy á, thì thời gian mà ngắn nhất thì cũng phải là 3 phút. Mà một ngày như vậy, ví dụ như một tổng đại lý thì xuất số lượng ít nhất thì cũng phải là vài trăm bình. Nhân lên như vậy thì không thể nào thực hiện được. Nhân sự của tổng đại lý sẽ nhân lên gấp đôi, thì cái chi phí nó sẽ tăng. Còn với những doanh nghiệp trong ngành phân bón, rào cản lớn nhất lại là quá trình đưa sản phẩm mới ra thị trường. Với sản lượng hơn 100.000 tấn mỗi năm, doanh nghiệp này đã có sản phẩm phân bón đã được nghiên cứu, sản xuất và đưa ra thị trường. Tuy nhiên, nỗi khổ lớn nhất của doanh nghiệp lại là cứ mỗi dòng sản phẩm mới ra đời, đơn vị phải mất gần 3 năm để khảo nghiệm và thực hiện nhiều thủ tục rườm rà. Cái thời gian đó là thời gian để mà khảo nghiệm, mà xin phép lưu hành, rồi làm hợp quy, công bố hợp quy và đưa vào danh mục. Như vậy thì nó cái thời gian quá lâu. Trong lúc doanh nghiệp thì đã có cái giấy phép sản xuất rồi. Đấy, bây giờ là tiếp tục là thêm một giấy phép con nữa là giấy phép lưu hành cho từng sản phẩm. Như vậy thì nó quá rườm rà. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho thấy, với sự vào cuộc của các ngành, điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm đáng kể trong thời gian qua. Tuy nhiên, chưa có sự đồng bộ giữa các bộ, ngành về mức độ cắt giảm. Ngoài ra, chất lượng cắt giảm điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp cũng là một vấn đề, khi mà số điều kiện kinh doanh giảm vẫn lớn hơn rất nhiều so với số lượng điều kiện kinh doanh được cắt. Chưa kể, nhiều điều kiện kinh doanh được giảm, nhưng thực chất chỉ là sự sửa đổi câu chữ, chứ chưa đi vào thực chất. Điều kiện kinh doanh được ban hành mới, thậm chí có chất lượng cũng không tốt hơn các cái điều kiện kinh doanh mà đang được giả soát bãi bỏ. Và cá nhân tôi thì cũng cho thấy rằng là rất nhiều những cái điều kiện kinh doanh ban hành mới họ cũng có cái chất lượng rất là kém, với những cái câu từ ví dụ như yêu cầu phải có địa điểm, yêu cầu phải có diện tích tối thiểu, yêu cầu phải có hợp đồng thuê nhà 2 năm, yêu cầu phải có tối số lượng nhân sự vân vân. Những ví dụ điển hình của các doanh nghiệp trong việc gặp khó về thủ tục
và điều kiện kinh doanh là minh chứng rõ nét cho việc thủ tục càng khó, rào cản càng lớn thì chi phí cho doanh nghiệp sẽ lại càng tăng. Đối với các khoản chi phí cho việc tiếp cận dịch vụ công như xin kép, xin cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, đấu thầu, đánh giá tác động môi trường, tiếp cận vốn ngân hàng chưa thấy có sự cải thiện. Ngoài ra, trong các lĩnh vực doanh nghiệp thường xuyên bị kiểm tra, thanh tra như chấp hành pháp luật thuế, lao động, môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, doanh nghiệp phải tiếp tục chi các khoản chi không chính thức. Tình hình này cũng chưa thấy có sự cải thiện. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết phải chi trả chi phí không chính thức trong điều tra PCI năm 2019 là 53,6%, mức thấp nhất trong 6 năm trở lại đây. Nhưng thống kê cụ thể cho thấy một số lĩnh vực cần có sự chuyển động mạnh mẽ hơn nữa trong cải cách. Bởi chẳng hạn, tỷ lệ doanh nghiệp cho biết có chi trả chi phí không chính thức để đẩy nhanh thủ tục đất đai sau khi giảm từ mức 32% của năm 2017 xuống còn 30,08% của năm 2018, thì lại tăng lên mức 36% của năm 2019. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết có chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh kiểm tra sau khi đã giảm ấn tượng từ con số 51,9% của năm 2017 xuống còn 39,3% của năm 2018, thì kết quả năm 2019 vẫn ở mức này, 39,3%. Tỷ lệ doanh nghiệp phải chi trả trên 10% doanh thu cho các khoản chi phí không chính thức năm 2019 là 7,5%, nhích nhẹ lên so với số 7,1% của năm 2018. Và thực tế cho thấy, câu chuyện chi phí không chính thức luôn gắn liền với những câu chuyện về thủ tục. Tôi không bàn cái chuyện chi phí không chính thức ở đây, mà tôi nói chi phí chính thức. Do những cái thủ tục nó kéo dài như thế, cho những cái chi phí chính thức để thông quan lô hàng nó lên gấp đôi, gấp ba so với trước. Cái tiền thông quan mà đóng phí kiểm dịch, kiểm hóa, mà hải quan, cái nâng công hạ công thì nó chỉ để kiểm hóa thì nó chỉ vào độ 6 triệu, 7 triệu một lô 10 công. Nhưng mà bây giờ thì nó phải lên khoảng 20 triệu, lên gấp 4 lần lên. Nhận thấy những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu không được giải quyết triệt để và với một quyết tâm đủ mạnh thì sẽ không thể đem đến một môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Chính phủ đã ban hành nghị quyết 68 về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Nghị quyết 68 nêu rõ, phải cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, không phân biệt đó là thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh hay thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Cứ gây khó khăn cho doanh nghiệp sẽ bị bãi bỏ. Cùng với đó, nghị quyết 68 không chỉ cắt giảm quy định mà còn cắt giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Thống kê của Ngân hàng Thế giới cho thấy, riêng trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành có khoảng 400 văn bản với nhiều mâu thuẫn, chồng chéo. Trong khi không ai khẳng định thế nào là đủ, nên cán bộ thực thi theo hướng thà áp dụng thừa còn hơn bỏ sót đã tạo ra gánh nặng cho doanh nghiệp. Rõ ràng đây là điểm mới rất quan trọng của nghị quyết 68. Vì nếu không cắt giảm chi phí tuân thủ, thì dù có cải cách mấy cũng không hiệu quả. Thì tôi cho rằng đây là một chương trình cải cách tổng thể và có thể gọi là toàn diện so với các chương trình cải cách trước đây. Và tất nhiên nó sẽ bổ sung, nó sẽ mang tính chất là bổ sung cho các cái chương trình cải cách trước đây. Nghị quyết 68 cũng chỉ rõ giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Thực tế có tình trạng sau khi nghị định được ban hành thì Bộ ra rất nhiều thông tư và có sự thay đổi. Trong khi nghị định vẫn giữ nguyên, đã tạo ra rủi ro rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp. Như vậy, nghị quyết 68 sẽ hạn chế tối đa sự tùy tiện áp dụng pháp luật của các bộ ngành. Thật ra là cũng rất là khó khăn cho một cái tổ công tác để yêu cầu là rà soát lại các cái điều kiện kinh doanh. Thì nó có quá nhiều điều kiện kinh doanh mà bây giờ rà soát lại thì cũng rất là khó khăn về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, cái khó khăn nhất đó là cái quyết tâm của các cái cơ quan nhà nước, bởi vì mỗi một cái điều kiện kinh doanh đương nhiên là nó sẽ gắn với lại một cái lợi ích của một cái ngành hoặc là một cái bộ ban ngành của những người mà ra cái quyết định cấp phép. Thì tôi nghĩ là
cái khó khăn nhất xoay chuyển đấy là cái bộ ban ngành đấy phải nghĩ cho lợi ích của doanh nghiệp, nghĩ cho lợi ích của đất nước, để chúng ta những người đứng đầu để cương quyết là xóa bỏ được cái ngành nghề kinh doanh đó. Thì tôi nghĩ là cái đấy là cái khó nhất. Thì cái này tôi nghĩ là phải là chủ trương từ chính phủ, là cái cơ quan có quyền lực hành pháp cao nhất ấy, thì là quyết định những cái chuyện đấy. Chứ còn nếu để các cái bộ ban ngành tự động người ta bỏ cái điều kiện kinh doanh đấy là một điều kiện rất là khó khăn. Đồng thời, nghị quyết đặt ra mục tiêu giai đoạn 2020-2025 cắt giảm đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ. Xung quanh con số 20% cũng có nhiều ý kiến trái chiều là nhiều hay ít và liệu 20% đã đủ đem lại hiệu quả cải cách hay chưa? Thế thì đầu tiên lần này thì cái nghị quyết này nó sẽ đưa ra hai con số. Một, cho nói gì thì nói vẫn phải có cái chỉ tiêu về 20% số lượng các quy định. Có thể đó chỉ là dọn dẹp những cái quy định không cần thiết, nhưng cũng rất cần thiết là bãi bỏ những cái về mặt số lượng quy định. Nhưng cái thứ hai là cũng là cái bài học từ các chương trình cải cách trước đây như tôi vừa trình bày. Là đôi khi nếu như chỉ lấy chỉ tiêu là số lượng thì đôi khi nó lại không đạt được cái chỉ tiêu về chất lượng. Thế thì lần này chính phủ yêu cầu đồng thời phải thực hiện hai chỉ tiêu. Một là anh vừa bãi bỏ được số lượng 20%. Nhưng thứ hai là cái điều kiện các cái quy định mà phải bãi bỏ đấy nó phải giúp giảm được cái chi phí tuân thủ cho pháp luật, chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp. Tức là những cái quy định mà được bãi bỏ nằm trong số 20 thì nó phải giúp được cắt được 20, ít nhất là 20% các cái chi phí tuân thủ. Thực tế cho thấy con số 20% cắt giảm thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp không phải là chỉ tiêu cho một năm nào cụ thể, mà đó là mục tiêu của giai đoạn 5 năm 2020-2025. Để thấy rằng chắc chắn nó không phải là một mục tiêu dễ thực hiện. Không bàn đến việc 20% cắt giảm là nhiều hay ít, mà hãy nhìn vào thực tế. Đây là quyết tâm mới của chính phủ và nó thể hiện bằng hành động. Bởi bài học về cắt giảm điều kiện kinh doanh năm 2018 vẫn còn nguyên giá trị. Khi đó, mục tiêu đề ra các bộ ngành phải trình chính phủ phương án đơn giản cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh trước ngày 30 tháng 6 năm 2018. Nhưng thời hạn này sau đó đã bị lùi thành 15 tháng 8 năm 2018, trước khi được chốt lần cuối cùng là 31 tháng 10 năm 2018. Điều này thể hiện rằng mục tiêu đôi khi phải sát với thực tế thì mới có thể khả thi. Thì lần này tôi cho rằng là chính phủ nên thực hiện đúng và nghiêm, ta tạm gọi là cái kỷ luật kỷ cương hành chính, và sẽ không có trường hợp gia hạn hay là lùi thời hạn. Thì như vậy nó mới đảm bảo được cái tính nghiêm minh và cái hiệu quả thực thi. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái câu chuyện mà chống cái dịch Covid vừa rồi nó cho chúng ta thấy rất nhiều cái bài học. Chúng ta cứ hình dung ra rằng là chúng ta thành công bởi vì có cái sự quyết liệt, cái sự thường xuyên và cái sự quyết tâm cũng như là mạnh mẽ của chính phủ. Chúng ta thấy họp thường xuyên quán triệt và sẵn sàng kỷ luật, gọi là thực hiện nghiêm cái kỷ luật kỷ cương hành chính, và như vậy chúng ta mới thành. Rõ ràng hãy gạt đi tranh luận cắt giảm 20% thủ tục và chi phí là ít hay nhiều, mà hãy quan tâm đến việc mục tiêu đó được thực hiện ra sao và 20% thủ tục và chi phí được cắt giảm đi có thực sự mang lại ý nghĩa cho đời sống kinh doanh của doanh nghiệp hay không. Việt Nam còn phụ thuộc quá nhiều vào những công việc giấy tờ. Muốn cải thiện môi trường kinh doanh, phải gạt đi những thủ tục giấy tờ này, phải thực hiện số hóa. Đó là nhận định của ông Nigrup Sabru, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered tại Việt Nam, trong cuộc trao đổi với phóng viên kênh truyền hình VTV. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào và cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa ông có đánh giá như thế nào về tổng quan nền kinh tế Việt Nam giai đoạn hậu Covid-19? Trước hết, điều quan trọng nhất có thể thấy rằng vấn đề kiểm soát dịch bệnh của chính phủ Việt Nam đã được thực hiện rất tốt. Hơn 50 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới nào. Còn với tình hình kinh tế, có thể nhận thấy rõ nét là việc thực hiện giãn cách xã hội cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới thậm chí còn xấu hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng các hoạt động kinh tế trong nước hiện đang dần trở lại bình thường, chứng kiến việc tiêu dùng trong nước, du lịch nội địa đang tăng dần trở lại. Nhưng chúng ta đều biết, Việt Nam là một nền kinh tế mở, nhìn từ khía cạnh du lịch hay xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài. Và rõ ràng là trong ngắn hạn, tất cả các ngành mà tôi vừa nhắc đến sẽ tái phân bổ lại. Do vậy, việc tăng trưởng GDP có thể bùng phát trở lại thì cần có thời gian.
Nhiều người cho rằng Việt Nam có nhiều cơ hội để đón những dòng FDI mới, cũng như tận dụng được sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông đánh giá như thế nào về cơ hội và thách thức của Việt Nam? Việt Nam có cơ hội rất lớn. Tuy nhiên cũng cần phải nhận thức là có một số lý do khiến cho Việt Nam trở thành điểm đến và các nước dịch chuyển đầu tư sang Việt Nam. Bản chất không phải là do đầu tư trên thế giới tăng lên. Đầu tư trên thế giới đang giảm đi, nhưng Việt Nam đón nhận sự dịch chuyển là do môi trường đầu tư tốt. Bên cạnh đó, đối với sản xuất công nghệ cao và các doanh nghiệp đòi hỏi về sở hữu trí tuệ, thì đây là các lĩnh vực cũng có những trọng tâm phát triển. Và bên cạnh đó, việc Quốc hội vừa mới phê chuẩn thông qua Hiệp định EVFTA thì nó càng làm tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế. Từ góc nhìn của ông, Việt Nam cần làm gì để có thể cải thiện môi trường kinh doanh của mình? Đối với việc làm thế nào để cải thiện môi trường kinh doanh, thì theo tôi, đầu tiên Việt Nam cần phải chú ý đến trọng tâm số hóa nền kinh tế. Tôi nghĩ rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào những công việc đòi hỏi phải ký vào giấy tờ đang làm giảm đi sự hiệu quả của quá trình số hóa. Thứ hai, cần phải đảm bảo rằng nền kinh tế có sự tập trung cần thiết vào đầu tư cho hạ tầng, trong đó có năng lượng sạch, nước sạch, đường xá giao thông, hàng không. Cần phải tiếp tục cải thiện và phát triển hạ tầng và biến nó trở thành hạ tầng bền vững, xanh và sạch. Và yếu tố thứ ba trong môi trường kinh doanh, đó là làm thế nào đảm bảo việc quản trị doanh nghiệp phải thật tốt và hiệu quả. Trước đây thì Việt Nam đã từng gặp nhiều khó khăn trong quản trị doanh nghiệp, hiện giờ đã có cải thiện, nhưng tôi nghĩ rằng đây là khía cạnh cần đẩy mạnh hơn nữa ở Việt Nam, trong đó cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn từ phía các hiệp hội và phòng thương mại nước ngoài. Thưa ông, theo bảng xếp hạng môi trường kinh doanh thì 1-2 năm gần đây đều chứng kiến việc Việt Nam tăng điểm, nhưng thứ hạng lại bị tụt. Nhiều ý kiến cho rằng công cuộc cải cách của Việt Nam đang bị chậm hơn so với kỳ vọng. Ý kiến của ông về việc này như thế nào? Bản thân tôi thì cho rằng cải cách luôn luôn là một quá trình rất khó. Thực hiện cải cách thậm chí còn khó hơn rất nhiều so với việc đặt ra mục tiêu. Nhưng chính phủ cũng đang rất nỗ lực để duy trì cải cách, và tất cả chúng ta đều có thể nhận thấy rằng Việt Nam còn có thể cải cách và làm nhiều hơn thế nữa. Do vậy, với những gì mà tôi vừa nhắc đến, đó là cần phải làm tốt hơn nữa việc quản trị doanh nghiệp, cần phải đẩy nhanh số hóa nền kinh tế, cố gắng gỡ bỏ các rào cản cho nhà đầu tư nước ngoài, cần tập trung đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ. Tất cả những gì cần làm không chỉ là đảm bảo trên giấy tờ, mà nó cần phải được đảm bảo trên thực tế. Và tất cả những điều trên sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình cải cách và cũng sẽ giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình tại Việt Nam. Bên cạnh đó, một số vấn đề trong phát triển hạ tầng cũng cần phải được lưu ý. Tôi biết là nó sẽ mất thời gian, tuy nhiên, cần khẳng định là chính phủ đang đi đúng hướng. Một trong những ưu tiên của chính phủ trong thời gian qua là phát triển khu vực tư nhân, trong đó có việc tạo động lực để phát triển cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại đang đối diện với nhiều khó khăn, trong đó có việc hạn chế trong tiếp cận với vốn vay ngân hàng. Ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này? Và ngân hàng Standard Chartered sẽ hỗ trợ khu vực doanh nghiệp này như thế nào? Chúng tôi mới ký kết biên bản ghi nhớ với Hội đồng Doanh nghiệp Nữ Việt Nam với mục đích sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ. Chúng tôi sẽ không chỉ hỗ trợ họ về mặt tài chính, mà hơn hết, điều mà chúng tôi mong muốn chính là có thể đưa ra các lời khuyên, có thể giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ có thể chủ động tiếp cận được với nguồn vốn. Làm thế nào để họ có thể chủ động quản trị hiệu quả doanh nghiệp của mình? Làm thế nào để họ hiểu về việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp xanh, sạch và bền vững? Chúng tôi mong rằng, thông qua những hỗ trợ này, các doanh nghiệp do nữ làm chủ sẽ ngày càng chủ động hơn trong kinh doanh và tận dụng được những cơ hội dành cho mình. Một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và đừng quên chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát mới vào khung giờ 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại.